Lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ một câu chuyện liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Câu chuyện này nó được kể lại bằng hai ba cách thức khác nhau. Có một số bản văn cho rằng là chính A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa, hai người đã phối hợp tạo ra cái khổ đau cho Đức Phật. Nhưng mà rất là ngạc nhiên là chúng tôi đã đọc rất nhiều kinh điển, từ kinh điển Bali cho đến kinh điển Đại Thừa cho đến kinh điển Hàm, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được cái sự tích đó nó liên hệ đến Đức Phật A Xà Thế. Nó chỉ có liên hệ đến Đề Bà Đạt Đa thì có. Đó là sự kiện con voi chỉ chặn đường Đức Phật để mà hành hung Đức Phật. Trong nền văn hóa Ấn Độ, con voi được tượng trưng cho trí tuệ. Và cái hình ảnh con voi đó nó tạo cho con người một cái niềm thao thức rất là lớn. Thao thức đến độ người ta bắt chước nó. Cho nên trong các học đường chúng ta cũng thấy hình ảnh của con voi. Trong nền văn hóa chúng ta cũng thấy những con voi. Trong cái biểu tượng điêu khắc chạm trổ chúng ta cũng thấy những con voi. Bởi vì cái nhu cầu của cuộc sống ngoài của những giá trị vật chất thông thường, người ta cần phải có trí tuệ. Và có trí tuệ chúng ta có thể giải quyết những vấn đề khổ đau một cách rất là có hiệu quả, mà không bị những phản ứng phụ, đó là cái khổ đau bị gia tăng lớn hơn. Thì con voi này đã được Đề Bà Đạt Đa phục vụ. Và cái mục đích của Đề Bà Đạt Đa là muốn giết Đức Phật để thay thế vai trò của Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Và cái lòng hiềm khích này đó nó trở thành một cái nội kết rất là lớn, mà không chỉ trong đời hiện tại mà có lẽ nó của nhiều đời quá khứ về trước. Chúng ta vẫn còn nhớ là cái thời trai tráng với nhau đó, Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật Thích Ca, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, hai người đã từng tranh với nhau để lấy Đề Bà Đạt Đa. Và cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng trong là mọi cái gọi là đấu kiếm, rồi bắn cung, rồi cưỡi ngựa, rồi đấu võ. Cho nên cái hình thức đó nó vẫn nuôi lớn đến độ khi Đề Bà Đạt Đa phát tâm trở thành đệ tử Đức Phật, mà vẫn còn đi gọi là biến là Đức Phật là thầy của mình, trở thành đối thủ của mình để tiếp tục giành giật, đó là giành cái vị trí lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên cái khổ đau trong cuộc của ông đó lớn lắm. Lấy đến độ nếu ông ta không làm được chuyện đó thì ông ta khó là sống được lắm. Cho nên ông ta phải làm bằng cách này bằng cách kia. Cho nên ông ta phục vụ con voi. Thì kinh điển mô tả là từ xa con voi nó lao lại, nó muốn gọi là hút vào người của Đức Phật, dùng cái vòi đó cuốn người Đức Phật lại rồi bỏ xuống mặt đất, lấy gọi là những cái chân to thứ của mình dẫm lên người Đức Phật để cho Đức Phật chết đi. Đó là lý do chúng ta thấy là tại sao ở trong các chiến trận đó, ngày xưa thường lấy voi để đi đánh, bởi vì voi nó da nó rất là dày. Nếu chúng ta lấy những bụi giáo nhỏ nhỏ chúng ta đâm vào nó không bao giờ bị chết, mà nó chỉ bị chì xước nhỏ thôi, mà nó dẫm lên một cái là chúng ta có thể bị chết. Còn nó lấy vòi cái nó quăng một cái chúng ta có thể bị hất ra cho nó 10 cái 20 mét là chuyện rất là thường. Một cái điều rất là hay đó là trong cái sự kiện này đó, đó là biểu từ khổ voi tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng mà khi trí tuệ này nó bị cầm cố bởi những cái chất cái thứ tố thì trí tuệ đó nó có thể bị mất tác dụng. Đó là con người sáng suốt trong những tình huống cụ thể, nhưng mà khi bị cái thứ tố nào đó nó khống chế về phương diện tinh thần của chúng ta thì chúng ta có thể trở thành một con người suy thoái đạo đức. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là Đức Phật gọi là khuyên chúng ta giữ điều đạo đức, gọi là không uống rượu, hoặc là không có sử dụng rượu cũng như là xì ke ma túy và những độc tố khác như là một cái điều đạo đức. Và chúng ta chỉ thấy điều này nó có trong đạo Phật mà thôi, chứ không có ở trong các tôn giáo khác. Thì một cái điều rất là mầu nhiệm đã diễn ra, đó là khi lao tới như vậy con voi đã khựng trở lại và cuối cùng con voi quỳ xuống và đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Có nhiều cái cách lý giải về cái câu chuyện đó lắm. Thì có một người đã từng lý giải như thế này, đó là trong suốt 6 năm đó, Đức Phật sống ở trong rừng, thì Đức Phật đã từng nghe tiếng gầm của con sư tử. Đức Phật cũng từng nghe cái tiếng của các loài chim, loài thú ở trong rừng rất là nhiều. Và khi nghe cái tiếng gầm của sư tử nó cắt lên như vậy thì tất cả các con thú trong rừng đều hoảng hốt và bỏ chạy, ngay cả con voi. Cho nên đó là Đức Phật đã vay mượn cái tiếng gầm đó, bởi vì con voi này nó đang bị sai, cho nên nó không còn cái đủ sức sáng suốt để nhận thức được rằng cái tiếng sống đó là của con người Đức Phật Thích Ca hay là của con sư tử. Mà trong cái ánh mắt của nó, trong cái tư tưởng của nó, đó là con sư tử. Cho nên nó sợ lắm, đến bây giờ nó vùi mệt cho xuống để nó được an tâm. Thì cái cách lý giải như thế này á, chúng ta nghe qua nó có vẻ giống như là có logic không ạ? Rất là logic. Nhưng mà khi phân tích vào bên trong bản chất của câu chuyện á, thì chúng ta thấy nó có những cái sơ hở. Và cái sơ hở này nó làm giảm giá trị đi cuộc đời của Đức Phật. Là bởi vì trong mỗi con người như vậy đó, nó có một cái vòng hào quang mà kinh điển thường gọi đó là cái ánh sáng toát ra bên ngoài. Cho nên là
chúng ta thường làm Đức Phật có một cái màn hào quang bằng những cái ánh đèn điện hay là đèn đế âm này là các thứ, hoặc là ánh đèn bắn tỉa tỉa ra. Đó là một cách biểu đạt mượn cái ngôn ngữ vật lý để mà diễn tả, để cho chúng ta dễ hình dung mà thôi. Chứ thực tế thì Đức Phật không có một cái hào quang chói chói ra như vậy, và các vị thánh cũng không có hào quang tỉa ra như vậy. Mà nếu tỉa ra như vậy thì chúng ta sẽ không dám gần nó, bởi vì chúng ta nhìn mặt trời riết là mắt chúng ta sẽ bị hư liền à. Cho nên cái hào quang của Đức Phật được gọi là vô lượng quang đó, nó nhiều lắm, cho nên nhìn vô cái là hư mắt, cho nên là không tốt. Và chúng ta phải hiểu rằng cái hào quang đó là hào quang tư cách đạo đức, hào quang có tuệ giác, hào quang có lòng từ bi, hào quang có lòng rộng lượng tha thứ bao dung. Tất cả những đức tính tốt mà con người có đó đều phủ trùm con người của Đức Phật. Mỗi đức chân lưu của ngài nó tỏ ra một cái hình từ trường lớn như vậy, cái trường sinh học tâm linh nó lớn, rất là lớn, lớn đến độ khi mà cái trường gọi là sinh học sân hẳn của con voi á, nó tiếp xúc vào thì nó bị khống chế hoàn toàn một cách rất là tự nhiên. Đó là một cái sự kiện mà chúng ta tin là có thật. Chúng ta thử tưởng tượng như thế này thôi, là nếu chúng ta là một cái người mà được employ, chúng ta đang làm, và lẽ ra là ngay cái giờ đó chúng ta phải làm, nhưng mà chúng ta là những người không làm. Và nếu như có một cái anh quản trị anh đi tới, một anh quản đốc anh đi tới, hoặc là anh giám đốc của công ty đang đi tới, thì bỗng nhiên chúng ta cảm thấy hơi khó khớp không ạ? Chúng ta sợ, chúng ta thấy có gì đó, cái uy của ông đó, là chúng ta phải nghĩ rằng là mình có một cái lỗi làm việc, mình phải cần trở về vị trí mình làm việc trở lại. Mặc dù cái người quản đốc đó, người giám đốc đó hay là cái ông boss đó đó, ông không nói mình một lời nào hết, mình vẫn thấy được rằng trong con người của ông ta có một cái gì đó để mình phải sợ hãi. Đó là con người bình thường đó đó. Cái quyền lực của chức tước, của địa vị, của danh vọng, của giàu sang, của phú quý, nó vẫn tạo ra một cái trường sinh học cho người ta cảm thấy có bị gọi là khuất phục theo một cách thức nào đó. Huống hồ là một con người lòng từ bi chọn lại như Đức Phật, thì chúng ta phải biết rằng cái trường sinh học tâm linh của ngài nó tỏ ra ghê gớm lắm. Cho nên con voi này, cái dòng sân của nó, cái từ trường của dòng sân hận nó thường nó được diễn ra theo một cái tần số rất là mạnh. Mà nếu chúng ta đo được cái nhịp đập của tim của nó, cái lại nó nhảy như thế này. Và do đó khi nó được hòa vào, giao thoa vào cái trường sinh học tâm linh rất là hiền lương đạo đức của Đức Phật, thì bỗng nhiên nó được chuyển hóa đi ra. Cái đó là chuyện mà chúng ta có thể tin về phương diện vật lý, chúng ta có thể tin về phương diện đạo đức, chúng ta có thể tin về phương diện của tâm linh. Cho nên là con voi nó hoàn toàn được gọi là thuyết phục, và nó đã trở thành là đệ tử loài thú đầu tiên của Đức Phật. Câu chuyện này nó cho chúng ta thấy một sự kiện, đó là nếu chúng ta ứng xử bằng tình thương của lòng từ bi đối với những người khác, những người hận thù mình, những người giết hại mình, những người trả đũa mình, những người không thích mình, thì tất cả những cái trường sinh học của sân hận, đối trị, đối tập, hơn thua, tranh chấp, nó có thể được chuyển qua. Dĩ nhiên có thể là không được bây giờ, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ được chuyển một cách rất là âm thầm đến độ chúng ta thấy là nó chuyển qua hay nào không ai. Ví dụ như là có một câu chuyện tương tự, đó là khi mà người ta nghe Đức Phật là một con người nhân từ, như người ganh tị lắm. Bởi vì cái lòng nhân từ đó đó, nó tạo một cơ hội để cho rất nhiều quần chúng đến với người nhân từ đó. Và nếu như chúng ta là một con người không có được lòng từ hỷ đó, chúng ta sẽ ganh, bởi vì chúng ta mất quần chúng, chúng ta mất ảnh hưởng. Và do đó đó, chúng ta phải tìm một cách gì đó để mà hại người kia bằng cách là vu khống, nói những lời thị phi, hoặc là có những cái cách thức hãm hại một cách cụ thể hay là không cụ thể, một cách trực tiếp hay là gián tiếp, xúi dục hay là tán đồng, vân vân. Thì có một số vị Bà La Môn nghe Đức Phật làm hành nhân từ, họ tới họ gọi là phá Đức Phật, tới chửi Đức Phật, mắng Đức Phật rất là nhiều. Đức Phật vẫn thản nhiên, gọi là một cái cặp mắt rất là hiền lương và một cái nụ cười rất là hoan hỷ thể hiện ở trên gương mặt của ngài. Rồi những người này gọi là dùng gọi là cây gậy đặt vào, thế Đức Phật cũng thản nhiên ngồi yên vậy đó. Rồi cuối cùng là Đức Phật họ mới nói như thế này: bộ ông bị mù á, tôi làm như thế này mà tại sao ông có phản ứng? Thấy Đức Phật cũng im lặng. Rồi tôi biết được rồi, ông là một người bị điếc đây, cho nên nói gì ông cũng không nghe. Chứ còn nếu mà ông nghe thì ông chắc lẽ là không có cái phản ứng mà nó im phăng phắc như thế này đâu. Nói tới nó luôn, nó xuống được làm mọi cách rồi mà không thấy Đức Phật phản ứng gì cả, vẫn thể hiện một cái sự an nhiên, thoải mái, an lạc, hạnh phúc. Thì cuối cùng những người đó mới cảm thấy là mất hứng. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi: nếu như trong một cái dịp nào đó đó, trong gia đình của anh có một cái lễ sinh nhật chẳng hạn, thì bà con lối xóm, bạn bè mang quà đến để tặng,
mà nếu như ở trong nhà những món quà này của anh có rất là nhiều, hoặc là cái món quà đó anh không thích, anh nói là tôi không muốn nhận, thì cái thằng quà đó nó thuộc về ai? Thì cái những người bà lê mô này trả lời một cách đồng thanh rằng dĩ nhiên là thuộc về cái người mang quà đến tặng. Tôi không nhận thì người kia không thể nào để trong nhà tôi được. Tôi bạn nói cũng vậy, hồi nãy giờ những cái món quà mà anh tặng tôi đó, tôi không có chỗ để chứa nó, cho nên các anh sẽ biết rằng là các anh phải hoan hỷ mang về. Cái câu chuyện đó nó cũng có hai cách giải thích khác nhau. Có nhiều người phân tích từ góc độ tâm lý học đó, nói rằng là cái cách nói của Đức Phật như vậy là một cái cách trả đũa, tức là chơi người kia đã cho người kia bị đau hơn, đúng không? Đau hơn, đau nhói đau nhất, thay vì mình nói là thôi anh đừng có đánh tôi đâu có làm gì anh đâu, mà anh đánh tôi như thế này là anh không tốt, hoặc là anh đánh tôi như vậy anh sẽ bị mang một cái quả báo xấu, hại người tới là một cái quả báo xấu. Thì Đức Phật nói một cách rất là mỉa mai, anh tặng tôi một món quà của sân hận, của chửi bế mà tôi không nhận thì món quà đó thuộc về anh. Cái cách như vậy thế này thì xem ra nó cũng có lý do, nó cũng có cái vẻ logic từ phương diện tâm lý học, nhưng mà thực ra nó không đúng. Và bởi vì cái cách thức biểu đạt đó, nó tạo ra giá trị của cái lời nói và làm cho người kia cảm nhận cái giá trị này nó khác nhau. Chúng tôi xin nêu một ví dụ như thế này, là khi mà mình gặp một người nào đó đó, ví dụ như là hai vợ chồng đi, ông chồng ông đi làm về trễ, bà vợ bà hỏi như thế này: giờ này có gì, ông làm gì đó, đi với ai? Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái loại ngôn ngữ biểu đạt, cái lòng nghi kỵ, cái lòng ghen tuông, cái sự hẳn thù thể hiện trong lời yêu ghen tuông. Cho nên cái tình yêu mặc dù nó có trong cái chất liệu ghen tuông đó, nhưng mà nó không thể làm cho người kia thoải mái được. Người kia có thể va chạm tự ái, nếu anh ta là một con người rất là trung thủy, anh ta sẽ bị va chạm tự ái. Anh ta nói rằng chị em bà vợ tôi là một cái người không hiểu tôi, mà bà có thể làm những điều rất là xúc phạm đến tôi, làm cho tôi cảm thấy rằng mình mất giá trị trong cuộc đời này. Và do đó cái tình thương yêu đó hay là nó được thiết lập, nó làm cho nuôi lớn giữa hai người với nhau, thì bỗng dưng nó có thể bị chia cắt, nó làm cho hai người có thể sẽ ra với nhau. Cũng câu nói đó, mà nếu cái người vợ nói thế này: anh về trễ quá vậy, bữa nay đi với ai, có mệt hay không? Thì chúng ta thấy rằng là cái cách thức biểu đạt, cái ngữ điệu biểu đạt đó, nó làm cho giá trị của sự chăm sóc, của sự lo lắng, của sự thông cảm, của sự yêu thương, làm cho người kia cảm thấy đón nhận cái lời đó này một cách rất là quan hệ. Mặc dù có thể nhàm đó anh ta rất là mệt, làm có thể làm ba ship luôn, làm để cho có tiền về nuôi gia đình, mà nghe được cái người vợ mình cảm thông hiểu biết như vậy đó, qua cái ngữ điệu biểu đạt thôi, là chúng ta thấy là cái giá trị của lời nói nó đã tạo ra như là cái nghĩa khác nhau rồi. Thì chúng tôi cũng có thể đặt lại cái cách biểu đạt đó với Đức Phật. Nếu chúng ta nói như thế này, ví dụ như Đức Phật nói như thế này: hồi nãy giờ anh tặng tôi nhiều món quà tôi không nhận, thì cái món quà đó thuộc về của anh, tôi không có nhận. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy đó là một cái sự trả đũa, gọi là miếng đòi miếng, răng đền răng, máu đền máu, nợ đền nợ, giang hồ một đền một gì đó. Còn bữa này Đức Phật nói với một cái nụ cười rất hoan hỷ, với một ánh mắt rất là thường nhiên, và không có gì sân hận, không có gì trách móc, không có gì gọi là đổ lỗi ở trong đó hết, mà Đức Phật nói một cách rất là thông thường, để người kia có thể thiết lập trên cái sự thông thường đó mà đến với Đức Phật một cách rất là thoải mái, rằng tất cả chúng ta đều là những con người có thể sống với nhau một cách rất là thoải mái. Anh có thể không đồng với tôi, nhưng mà anh có thể bắt tay với tôi, anh ngồi với tôi, anh sống với tôi vẫn được. Và bản chất của cuộc đời là như vậy, chứ đâu nhất thiết là khi chúng ta không hợp với nhau, chúng ta phải đổ lên những lời nói rất là căng thẳng, cọc cằn, để cho cái tình thương, cái tình yêu, hay là cái tình đồng loại, cái tình cảm với nhau nó bị sức mạnh. Cho nên đó, cái ngữ điệu của một con người đại giác như Đức Phật, và cái ngữ điệu của một con người cái lòng từ bi mà nó mãnh liệt như vậy đó, dĩ nhiên là nó có một cái sức cảm hóa rất là lớn, lớn đến độ chúng ta đứng ở trong cuộc đó chúng ta cảm thấy mình rất là hổ thẹn rằng đã buông ra những cái lời không đẹp đối với một con người vĩ đại. Mình đã có cách ứng xử không hay với một con người mà mình đáng tôn thờ làm thầy, mình đáng tôn thờ còn hơn cả cái cách mà chúng ta đang tôn thờ một bậc thượng đế ở trong những truyền thống văn hóa mà mình đang theo đuổi trong nhiều năm vừa qua. Do đó chúng ta có thể kết luận như: nếu mà Đức Phật lưu ý với chúng ta, cái hương vị ngọt của cái thẩm mỹ đó nó kéo dài đó, là bởi vì cái quy luật vận hành của mọi sự hiện tượng, nó làm cho cái mà chúng ta cho là lý tưởng là đẹp đó, nó không còn đẹp nữa. Sau cái thời gian năm tháng, hay là sau dòng chảy của thời gian, mọi vật nó sẽ thay đổi đi. Ví dụ như khi chúng ta nhìn một cái cảnh vật rất là đẹp ở trong mùa xuân, chúng ta quyến luyến về cái màu sắc của cây đó, thì khi chúng ta có việc trở lại lần thứ hai, chúng ta
tới nó qua cho nó vào mùa thu thì tất cả cái vẻ đẹp của bầu xanh nó không còn nữa, mà nó chỉ còn lại là những chiếc lá vàng rơi rụng, rồi những cái cây khô, rồi những cái không khí rất là oi bức, và chúng ta không có cái cảm giác thích thú nào cả. Cho nên sự vận hành tự nhiên của vật lý đó, nó làm cho quan niệm thẩm mỹ của con người bỗng nhiên thay đổi theo. Và sự thay đổi đó nó tạo thành một cái cảm giác rất có lợi tiết. Mà cái đối tiết này đó, Đức Phật nói rằng đó là hương vị đắng hay hương vị chua. Đó là một cái hương vị thay đổi một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà trong cuộc đời đó, nếu chúng ta đến với một cái đẹp về phương diện hình thức, nó diễn tiến theo cái quy luật vật lý này, là chúng ta vẫn còn rất là may mắn. Và có những trường hợp đó, cái vẻ đẹp, cái vị ngọt của cái vẻ đẹp hình thức này nó không kéo dài được lâu dài, là bởi vì chúng ta đến với một con người nào đó đó bằng một cái cá thể, là bằng một cái đơn vị cá tính thôi. Rồi chúng ta nhân cái đơn vị cá thể cá tính đó thành một cái tổng thể của người đó, cho nên chúng ta ôm cả một người đó, lẫn cái tốt và cái xấu về trong nhà, lẫn cái đẹp và cái không đẹp về trên nhà. Và những cái không đẹp này đó, nếu nó chiếm hữu nó nhiều hơn, nó khống chế, thì lúc bấy giờ cái hương vị ngọt ngào của cái hình thức tốt đó nó không còn là một chất liệu để chúng ta có thể thưởng thức được nó. Và lúc bấy giờ chúng ta nhìn cái đó, chúng ta chỉ thấy toàn là những cái gạt. Đây là một sự kiện có thật. Ví dụ một người nữ có thể đến với một người nam thông qua cái cách gọi là anh ta gọi là nhắm mắt, hay là có một cái cặp chân mày rất là rậm, và nhìn vào mắt một người nữ đó, nhìn vào một thái độ rất là đăm chiêu, cái độ người kia bị gọi là quyến luyến, gọi là bủng rủng đa chân. Và từ đó cái quyến luyến bủng rủng này được đồng hóa thành cái chất liệu của tình yêu, và hai người đến với nhau, và cái người nữ này có thể quên hết tất cả những cá tính của người kia. Mà khi về sống với nhau rồi đó thì cá tính nó bắt đầu nó xuất hiện, và người ta thấy rằng là giữa hai người nó có nhiều điểm rất là khác biệt. Tại vì cái khác biệt này không chỉ có cái nhìn tệ quán thôi, để mà có thể gọi là hòa lại với nhau, tương tác với nhau, dìu nhau trên các nẻo đường đời, thì lúc bấy giờ đó cái nét đẹp gọi là nhán lửa của cái mắt của người kia, và thông qua cái chiếc mặt của người đó, không còn là một chất liệu cảm hứng nữa, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành cái hương vị đắng. Và lúc đó cái khổ đau nó sẽ xuất hiện. Chứ Đức Phật nói rằng là có những con người đó, từ cái hương vị đắng này nè, tạo cho mình được một lối thoát. Đó là ly dị với người đó, đó là ly thân với người đó, đó là chia tay với người đó, đó là xa lánh người đó, đó là gọi là không còn muốn nhìn người đó nữa, bằng nhiều cách khác nhau. Từ một cái gọi là bắt buộc, hay là từ một cái nguyện vọng, hay là từ một cái tình cờ, hay là từ một cái cố ý, thì bỗng nhiên cái thái độ muốn tách rời khỏi cái hương vị đắng đó nó trở thành một nhu cầu, trước nhất là tâm lý, cái thứ hai là nhu cầu về vật lý, và cái thứ ba là sinh lý. Và tất cả những cái nhu cầu này đó nó tạo thành một cái hương vị mà Đức Phật gọi đó là hương vị xuất linh. Mà chúng ta cứ quan sát trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta, dựa trên cái hình thức bên ngoài, giữa mình và người khác, giữa đối tác A và đối tác B, giữa liên minh này với liên minh nọ, để quốc gia này với gia kia, mà nếu chúng ta dựa vào cái hình thức mà không đặt trên nền tảng của nội dung, tức là cái chất liệu đạo đức cá tính gì đó, thì cái khổ đau cái vị đắng nó có thể xuất hiện một cách rất là dễ dàng. Và cái vị đắng này đó nó làm cho chúng ta để lại một cái gì đó ấn tượng không tốt. Và nếu người đó là một con người có quán kiến và tư tật, tìm đến cho mình một con đường xuất ly, dĩ nhiên là tạo cái sự quan hệ cho cả hai, thì rất là hạnh phúc. Mà ngược lại phần lớn chúng ta thấy rằng là trong một cái hương vị ngọt mà nó biến thành một cái hương vị đắng dựa trên cái thẩm mỹ đó, thì thường cái phản ứng tâm lý đó nó trở thành cái sự xuất ly trên cái sự sân hận, trên cái sự thù hận. Và đôi lúc đó là từ người thân mà chúng ta biến thành kẻ thù, từ người đồng kết chúng ta biến thành kẻ chia rẽ, và từ những cái người mà thiện cảm với nhau chúng ta trở thành những con người rất là khác nhau. Và từ đó đó chúng ta có thể thúc đổ cái cơn sân hận, cái cơn ác cảm, cái cơn gọi là mất đoàn kết lên bằng cái cách thức mà cái nội kết nó càng ngày càng được thiết chặt, và cái khổ đau nó sẽ khống chế chúng ta một cách rất là lâu dài. Khi mình nhìn cái chủ nghĩa hình thức, những cái sự vận hành của tâm lý qua ba giai đoạn như vậy, chúng ta sẽ có được một thái độ trang để cho mình. Đó là thứ nhất, chúng ta nhìn sự vật không phải thông qua cái bề ngoài của nó, mà chúng ta đánh giá sự vật thông qua cái hệ giá trị của nó. Hoặc là chúng ta đánh giá nó bằng những cái hệ ý nghĩa chìm vào sâu bên trong, mà đôi lúc chúng ta không thể phân tích nó từ cái con mắt của mình. Bởi vì con mắt nó có thể đánh lừa chúng ta một cách rất là dễ dàng. Con mắt nó có ngôn ngữ của cảm xúc, nó có ngôn ngữ của chấp tắc, nó có ngôn ngữ của lý trí. Và tất cả những ngôn ngữ này nó có thể dẫn đến một cái sự ứng xử mà đôi lúc chúng ta có thể trở thành sai lầm, mà chúng ta cho rằng chúng ta là một con người đang đi trên con đường rất là đơn. Và nếu chúng ta là một con người cố chấp,
về những cái sai lầm đó, thì dĩ nhiên là nạn nhân chính là mình. Và nạn nhân thứ hai á, là cái quan hệ này bị đổ vỡ giữa chúng ta và người kia trên quan niệm thẩm mỹ của hình thức đó, nó sẽ dẫn đến cái khổ đau rất là lâu dài. Và do đó Đức Phật lưu ý với chúng ta là hãy quan sát về cái tiến trình tâm lý, về những cái đổi thay khi chúng ta tiếp xúc sự vật thông qua con mắt. Bởi vì con mắt á, chúng ta tiếp xúc nó rất là nhanh, nhưng mà cái tình huống mà chúng ta duy trì với cái hình thức mà chúng ta chấp nhận thông qua con mắt đó, nó có thể kéo dài 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, và thậm chí cả cuộc đời. Chính vì vậy mà chúng ta phải có một sự chọn. Và sự chọn lựa này đó, trong kinh điển nhà Phật gọi là thật pháp. Cái chọn lựa đó không chỉ cái thật pháp, không chỉ đơn thuần là chúng ta chọn lựa giáo pháp của Đức Phật, phương pháp nào nó thích hợp với lương tâm của mình, nó thích hợp với sở trường của mình, nó thích hợp với cá tánh của mình, nó thích hợp với căn cơ của mình. Mà sự thật pháp ở đây là chúng ta có thể chọn, ví dụ như là đơn giản nhất là một cái ngôi nhà, và làm sao chúng ta cảm thấy được cái ngôi nhà này nó tạo cho mình một cảm giác thoải mái. Chúng ta chọn một cái vật liệu để chúng ta sử dụng mà chúng ta cảm thấy rằng là cái vật liệu đó nó mang cho mình cái cảm giác gần như là không có gì trái lệ với cá tính của mình. Chúng ta chọn một người bạn, chúng ta chọn một sự kiện, chúng ta chọn một con người, tất cả thứ đó nó đòi hỏi đến cái nhìn không thuộc về con mắt, mà cái nhìn nó thuộc về nhận thức, và xa hơn cái nhận thức đó, đó là cái nhìn của trí tuệ. Và do đó Đức Phật thông qua sự phân tích này dạy chúng ta một cái tâm nhìn của thiền quả đối với mọi sự vật mà chúng ta đang tiếp xúc bằng này. Bằng không thì khổ đau nó sẽ có mặt bất cứ lúc nào.